Vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác siêu phẩm điện thoại Vertu, một dòng điện thoại đẳng cấp, một thương hiệu điện thoại đẳng cấp, có thể nói là bậc nhất trên toàn cầu này. Đây là chiếc điện thoại Vertu em đang cầm trên tay, là chiếc Vertu Signature S Black Big Gold. Đây, các bác sẽ xem cận cảnh chi tiết giùm em nhé. Đây là toàn bộ chi tiết về em nó. Một chiếc máy màu đen, đen rất đẹp, gần như là con này gần như là mới 100%, và zin thì chắc chắn là 100% rồi, bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm đẳng cấp siêu tầm. Mà siêu tầm thì nó phải đủ 5 yếu tố nguyên tắc của Kỳ Lân Luxury như sau, cho nên là chắc chắn nó phải zin 100% rồi. Một là nguyên bản, hai là nguyên zin, ba là chính hãng, bốn là line new, và năm là giá phải phù hợp. Và đây là một con máy vàng, toàn bộ là vàng AU750, vàng của hãng. Và bộ gốm này cũng là bộ gốm zin hết. Nhiều con người ta bán giá rẻ, người ta muốn chi tiết rẻ một chút, cho nên là người ta sẽ gọi là thay bộ đá lô vào, thay bộ đá vô lô vào. Và người ta thay một số chi tiết vào, tại vì các bác biết là cái đồ xa xỉ phẩm này thì mỗi bộ phận thôi, mỗi phận nhỏ thôi đều có giá trị khác nhau, chênh lệch nhau rất là nhiều. Cho nên là khi mà giá thành nó có bị nhiều nhiều giá ngoài thị trường đó, là bởi vì nó không còn nguyên thủy nữa. Ví dụ như bộ đá này mà mình thay bộ đá lô đã chênh lệch nhau vài chục triệu một cái máy rồi. Và hiện tại thì trước kia thì nó không có làm được ruby ở dưới này. Thường thường thì ruby hãm thôi, nhưng mà bây giờ người ta đã làm được ruby giả rồi. Không phải ruby giả, thật ra nó là ruby thật, nhưng mà nó cắt theo giống như là cắt theo zin đó, mà màu sắc y chang zin, nên nhìn bề ngoài thì em bao các bác là khó biết lắm. Chỉ có đem đến Kỳ Lân Luxury để giám định thôi. Tại vì thiết bị và máy móc hiện đại nhất của Kỳ Lân Luxury để chuyên phục vụ cho Vertu. Bởi vì người ta nói là cái gì cũng vậy, cái gì cũng vậy, hãy làm việc với những người, những đơn vị chuyên nghiệp thì sẽ đem lại cho ta sự thoải mái nhất và sự ưng ý nhất. Bởi vì mình đã chuyên chuyên và mình chuyên nghiệp về nó, thì mình tất nhiên mình sẽ đi sâu, đi xa hơn về nó. Tất cả các máy của Kỳ Lân Luxury hay là tất cả các máy của ai đem lại Kỳ Lân Luxury để hỗ trợ, thì Kỳ Lân Luxury đều tháo ra tại chỗ cho quý khách kiểm tra, và đã được không dùng mắt thường để mà soi đâu. Bởi vì một những cái thiết bị, những cái linh kiện, những cái chi tiết bên trong cái bo mạch của những con IC, những con tụ, những cổng, những cái chân socket nó rất là nhỏ, mà mắt thường mình không thể nào nhìn thấy được. Mình dùng kính lúp mình coi thì đôi khi cũng không ra hết được. Hoặc là nếu như một số đồ mà đã bị sửa rồi mà được kỹ thuật công, hoặc là kỹ thuật công á, công siêu á, người ta làm xong người ta xử lý lại để cho mình không biết là sửa hay chưa, thì mắt thường hay là kính lúp nhìn cũng không ra đâu. Nhưng mà đối với Kỳ Lân Luxury có những cái máy móc chuyên dụng, chuyên nghiệp, chuyên dụng cho nó soi từng chi tiết một. Có một cái điều vậy em kể các bác nghe là nhiều thợ, nhiều gọi là nhiều người á, thâu máy xong rồi đem bán lại cho em. Người ta đã kiểm tra rồi nha, kiểm tra rất là kỹ, người ta bảo là zin zin zin. Thì em cũng là làm việc mà mình phải hiểu được đối tác mình thế nào chứ, mình phải tin tưởng. Nhưng mà đôi khi mình tin tưởng là một chuyện, nhưng mà người ta không không có rành về chi sâu á, cho nên là người ta sẽ không đi sâu đi xa coi được chi tiết. Người ta bảo zin, nhưng mà khi đến tay em, đến tay Kỳ Lân Luxury thì em cho tiến hành tháo ra kiểm tra. Thì khi mà em tháo ra em kiểm tra thì nó đã có dấu sửa, và gọi là phi tăng cái vết sửa đi, thì cho nên là em đã thấy được điều đó. Và em nói lại với họ thì họ bảo là đâu dinh đó, dinh đó. Nhưng mà thực nhất khi em đem đến cho họ và em phân tích chỉ họ thì ok, đúng, đó là cái sự khác biệt giữa sự không chuyên nghiệp và sự chuyên nghiệp. Làm việc gì của mình sẽ đi sâu đi xa và đi chuyên với nó hơn thì sẽ ok hơn, đem cho quý khách sự an tâm nhất. Đây, đây là một con máy Black Mid Gold nguyên bản, nguyên khối và nguyên khối của hãng. Và
cực kỳ đẹp. Đây các bác xem giùm em cận cảnh. Tuyệt vời. Và bây giờ em sẽ cho các bác đi chi tiết hơn từng chi tiết. Thì camera hơi nó bị tương phản nên nhìn vô hình hơi khó chút. Độ tương phản của màn hình đó. Từng cái phím, từng cái hộp vàng, đây là hộp vàng zin của hãng này. Tất cả mọi chi tiết là zin, mà không những zin 100% mà nó còn mới tinh như thế này. Đó, đó cũng là cái yếu tố quyết định của Kỳ Lân Luxury nữa. Kỳ Lân Luxury, em nhấn mạnh lại với các bác là Kỳ Lân Luxury đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm đẳng cấp chính hãng theo 5 nguyên tắc, và 5 nguyên tắc đó đã tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ Lân, đó chính là: một là nguyên bản, hai là nguyên zin, ba là chính hãng, và bốn là line new, và năm là giá phải phù hợp. Đó là cái sự yếu tố bắt buộc, nguyên tắc bắt buộc để tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem tất cả sản phẩm, có hình ảnh, có giá cả, có video đính kèm để các bác xem chi tiết hơn, tổng quát hơn ở bất cứ nơi đâu. Xem trên đó thì cũng như xem tại chỗ thôi, trực tiếp tại showroom của Kỳ Lân à. Và nếu bác nào muốn nhanh hơn thì hãy gọi trực tiếp vào số hotline là 0901 247 247, số đó có cả Zalo. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt, và đừng quên những dành cho em những sự yêu thương nhất, đó là bằng cách ủng hộ kênh, đăng ký kênh, theo dõi kênh và theo dõi fanpage này, cũng như là chia sẻ video này để mọi người vào giao lưu với nhau nhé. Em xin chân thành cảm ơn, tạm biệt.